cha ni wa an ta le ke ta tha ga tang de wa ma no sa bu chi sang kang nam a sa ma su wa ti hu hu tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng quan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bất tử tối thượng ly dục diệt phiền não phần thân Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức thằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiền thể được ký giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đất dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma theo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tính tu đà quần dù khổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng
diễn đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là vô báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc cái chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy di thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Ya ni ta pu ta ni sama ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa pu ta su ma na pa wan tu a pho bi sa ka chang tu nan tu pa si tang ta ma hi pu ta ni sa me ta sam be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi ne rakkhata pa ma ta yang kin chi vi tang vi ta wa u rang wa sang ge su ma yang ratta pa ni tang na no ta ti ta tha ka te nai dang vi bo se ratta nang pa ni tang kha ni te na sa je na su wa ti ho tu kha yang vi ra gang nam ma tang pa ni tang ya da cha ga sa ya mu ni samahito na te tham me na samati kinh chi đăng vi tham me ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu yang bo ta se tho ba ri wan na di su chin samati ma nam ta ri ka nya ma hu samati na te na sa mo na we na ti đăng vi tham me ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nay ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pha la ni đăng vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba sa a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh puân cha ma na i đăng vi sang khe ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su va thi hô tu ya tinh đa khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi hoa tê phi a sam ba cam bi yô ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yô a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su va thi hô tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hòa danh tỳ gấm phi gặp banh nhê na su đê si ta ni kinh cha bi
tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pa quang a tha ma ma di yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa quang ti sa ka ya di ti vi chi ki tăng cha si la pa tăng wa bi ya da ti kin chi tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa mu ka tung ri đăng bi sang kê ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu kin cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căng ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa wu ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tăng ge gim ha na ma se ta tam ma ning gim he ta thu ba mang tham ba wa rang a de sa di ni ba na ga min ba ra mang di ta ya i đăng ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ma wa ran a di sa di đăng bi bu thế ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta che ta ya ti ke pa quát min te ki na bi cha vi run ha Nippon te thi ra ya tha yam ba di bo i đam bi sang khe ra ta nung ba di tăng e te na sát che na su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng sang khang na ma sa ma su wa ti ho tu chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm y mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp vân tử tối thượng ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hàng lời khen không gì so sánh được do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung đệ tử đấng thiền thể được ý
hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh quân, bằng tu hành tiểu dục quy y duy kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bân tử, lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa khéo luôn chẳng xuống đâm, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng gô ta ma kheo thiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần vô hộ tâm và lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lời in chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôi tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc khi chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc như ai được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, phóng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo như chân, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong bới chân ngôn này tu muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc như đức, được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ
Nam Mô Bụt Thầy Giả. Kính lễ chư Tôn Đức Thượng Trào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là thứ hai, 27 giờ tháng 4, 2020. Tiếp một ngày nữa, chúng ta có chương trình tu học đặc biệt, nhưng thời đại dịch Corona. Thưa quý vị, nếu chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ và cũng một vài nơi khác trên thế giới, thì chúng ta nghe một số tin tức rất là trái chiều. Hiện nay thì New Zealand, tức là Tân Tây Lan, đã tuyên bố họ đã thắng được đại dịch Corona. Và nhiều quốc gia trên thế giới đang bắt đầu có những bước để mở cửa, tái kích hoạt lại nền kinh tế đang bị ngưng động. Bên cạnh đó thì ở tại Hoa Kỳ cũng có rất nhiều tiểu bang đưa ra chính sách nới lỏng việc giãn cách xã hội. Ví dụ như một hình ảnh đã được đăng tải khắp nơi tại California, nhiều người tụ tập đông đảo tại các bãi biển. Chuyện này rất là dễ hiểu bởi vì cách ly xã hội lâu ngày, và khi có được sự nới lỏng phong tỏa thì người ta bắt đầu thích đi đến những nơi mát mẻ thoải mái như là bờ biển khi mà thời tiết oi bức. Nhưng mà hôm nay tại Hoa Kỳ thì số người lây nhiễm đã vượt quá 1 triệu người, và dĩ nhiên đây là 1 triệu người được chẩn nghiệm là có dương tính của coronavirus. Nhưng mà các chuyên gia nói rằng con số 1 triệu người đó chỉ là một con số nhỏ so với số người bị lây nhiễm, và họ chưa được chẩn nghiệm và họ còn đi đây đó bên ngoài. Ngoài con số người bị lây nhiễm thì con số tử vong đã lên cũng tương đối rất là cao, hơn 50.000 người, và có thể là trong ngày mai con số vượt hơn 60.000 người. Thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta, dù sống ở nơi nào trong thời đại dịch, thì một phần chúng ta theo dõi những luật lệ, những thay đổi trong xã hội. Nhưng một phần khác thì chúng ta có một cái ý thức, một ý thức rất rõ là hơn ai hết, mỗi người phải tự chăm sóc cho chính mình. Chúng ta không thể sống đơn thuần bằng những luật lệ của xã hội. Hôm qua thì cấm đoán tụ họp, ngày hôm nay thì không thể chấm dứt mọi người có quyền tụ họp. Đối với đại dịch thì không có chuyện như vậy. Đại dịch ngày hôm qua và hôm nay xem chừng ra không khác nhau bao nhiêu, nhưng mà luật lệ giữa xã hội loài người thì có khác biệt. Ngài Bà Dứt Tô ở trong bài học ngày hôm nay và lát nữa chúng ta sẽ nghe, Ngài có một số đề nghị mang tính rất là xây dựng. Thay vì có sự bài kích giữa tôn giáo với khoa học hay là Phật giáo với khoa học, Ngài đề xướng một số những cái nhìn của tất cả trung đạo cụ thể là có lợi ích thiết thực. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung của hóa thoại thì chúng ta hãy trang nghiêm tam nghiệp để tam bảo. Kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng để tam bảo, và sau đó chúng ta sẽ đi vào hóa thoại. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh,
gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Hiếu trưng sự đoàn minh hạnh, bạch chư tôn đức và chư quý Phật tử. Rõ ràng là nhân loại đang đối diện với những nhu cầu cấp thiết. Một trong những nhu cầu cấp thiết đó là làm sao chúng ta giải quyết được đại dịch Corona. Ở trong lúc này thì có rất là nhiều những tin tức, những mẫu tin mà thường bị trái chiều đến từ nơi này sang nơi khác. Và phải công tâm mà nói thì một số ít ở trong số thông tin đó rất có lợi thiết thực cho đời sống, nhưng cũng có một số lớn khác thì nó chỉ cái cách là tranh luận hơn thua, bày tỏ quan điểm của mình. Thậm chí có nhiều người còn phóng đại ra những tin tức nó xem ra là quá đà. Thì ở đây ngày với Đức Tô trong đoạn sau cùng của tập sách Phật giáo và khoa học, hay là Phật giáo nền tảng khoa học, thì Ngài có đề nghị là chúng ta nêu ra những nhận định mang tới đất xây dựng. Người Phật tử không nên bài xích khoa học, nhưng mà khoa học nên học ở Phật giáo nhiều điều. Và qua đó, Ngài Bạch Chư Tôn nghĩ rằng nó rất là lợi cho một sự kết hợp thông minh. Sự kết hợp thông minh ở đây có nghĩa là khoa học, kỹ thuật đáp ứng được những câu nhân cầu thiết yếu, nhưng Phật giáo dạy con người nâng cao tầm nhìn của mình và có một cái thái độ tương đối là chân sắc để có thể làm được cái gì đó xứng đáng, đạt được điều gì đó gọi là đích thực, vì hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị lắng nghe phần sau cùng, hay là chương số 6, một vài đề nghị cải tiến. Đây là những đề nghị mang tính xây dựng. Xin mời cô Văn Nhật Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác Sa Thứ Lành Thầy. Hồng kính chị từ tổ chức đảng đã dẫn nhập và cho bài và cho chương trình ngày hôm nay, cho bài viết đoạn cuối cùng của chủ đề Phật giáo và khoa học, trích từ Phật giáo nền tảng của khoa học, do Hòa Thượng Prayutto viết và tỷ trích thông qua dịch Việt. Chương thứ 6, một vài đề nghị để cải tiến, khuyến khích kỹ thuật xây dựng. Trên mức độ đời sống hàng ngày hay thỏa mãn nhu cầu nhân loại, khoa học đóng một vai trò thiết yếu dọn đường cho kỹ thuật phát triển và khuyến khích việc sản xuất, phát triển và tiêu thụ của kỹ thuật không cân xứng. Mặt khác, sự ưa chuộng của xã hội cho một loại kỹ thuật đặc biệt khuyến khích nghiên cứu khoa học nhằm vào việc sản xuất, phát triển và tiêu thụ kỹ thuật đó. Từ cái mà ta nhìn thấy, khoa học hỗ trợ bởi niềm tin vào hiệu lực chinh phục thiên nhiên và sản xuất nhiều hàng hóa vật chất đã thúc đẩy sự sản xuất và phát triển kỹ thuật trên một con đường đem đến những khó khăn nghiêm trọng. Khoa học và kỹ thuật hiện nay đã làm hại hơn là đem lợi ích.
sản xuất, phát triển và tiêu thụ của kỹ thuật gây nên những khó khăn ấy là loại đưa đến tham, tức là ích kỷ, phục vụ phí phạm cho tham dục trên bình diện nhục dục. Sân, tức là gây nên khai thác, phá hoại, buôn bán quyền lực. Và si, tức là khuyến khích cẩu thả, hoạt động phí phạm thì giờ, tiêu thụ mù quáng và lạm dụng kỹ thuật. Trong việc phát triển khoa học trên mức độ kỹ thuật, cần thiết phải thay đổi một số mệnh danh căn bản bằng cách khuyến khích sự phát triển kỹ thuật xây dựng, không đem hiệu quả tai hại trong phạm vi kiềm chế của ba nguyên tắc. 1. Kỹ thuật ôn hòa. 2. Kỹ thuật đem lại lợi ích. 3. Kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển hiểu biết và cải tiến con người. Chúng tôi muốn nói chút ít về điểm này. 1. Chúng ta thừa nhận nhu cầu của một con người bình thường. Con người bình thường muốn thỏa mãn ham thú, muốn thỏa mãn ham muốn lạc thú đối với giác quan. Chúng tôi không muốn loại bỏ hay chối bỏ những lạc thú giác quan này. Điểm quan trọng là khuyến khích kiềm chế cách hành xử đến mức độ không đi đến phá hoại hay quá mức. Khuyến khích việc kiềm chế tâm, giữ tâm trong phạm vi giới hạn ôn hòa. Đó là giới hạn mà ham muốn cảm xúc tự tạo được quân bình bằng sự tỉnh thức, cái thật sự lợi lạc và thật sự cần thiết cho đời sống. Điều này được diễn tả trong từ ngữ biết ôn hòa. Điều này gắn bó với sự phát triển trí tuệ do sự phát triển nhân loại. Đặc biệt, phải có một số nguyên tắc điều hành trong việc sản xuất, phát triển và tiêu thụ hàng hóa vật chất trong lĩnh vực những thứ này đem lợi ích thực sự, nhằm vào việc nâng cao đời sống hơn là thỏa mãn các giá trị thấp kém. Nói tóm lại, chúng ta có thể gọi là kỹ thuật ôn hòa hay kỹ thuật có một giới hạn không tham lam. 2. Thêm vào ích kỷ và tham lam, nhân loại có khuynh hướng thèm muốn quyền thế của người khác hay hủy diệt những ai chống lại ham muốn của mình. Tiềm lực con người về sân đã tìm thấy trong nhiều đường lối, khiến việc sản xuất, phát triển, tiêu thụ của kỹ thuật dễ dàng đưa đến sự phá hoại lẫn nhau hơn là sự hợp tác lẫn nhau. Nhân loại phải quay lại, đổi hướng sự phát triển bằng cách thiết lập một mục tiêu rõ ràng và thiết lập một kế hoạch dựng vững vàng và kiên quyết để khuyến khích việc sản xuất, phát triển và tiêu thụ hàng hóa có tính cách xây dựng và lợi ích cho xã hội loài người. Kỹ thuật đem lợi ích sẽ giúp tránh khỏi hay giảm thiểu sản xuất kỹ thuật đem sân hận. 3. Cho đến nay, sản xuất, phát triển và tiêu thụ của kỹ thuật hầu hết là thứ dẫn con người đến sự bất cẩn, nhiễm độc và vô tri vô giác, nhất là trong hiện tại, trong khi nhiều phần đất trên thế giới đã bước vào thời đại thám hiểm. Nếu nhân loại thực hành lầm lẫn về kỹ thuật thám hiểm này, thay vì phục vụ cho hoạt động giáo dục, kỹ thuật sẽ là một dụng cụ khuyến khích tâm bất cẩn. Thí dụ, hãy chứng kiến những máy chơi trò cờ bạc và những trò chơi video trên khắp các thành phố trên thế giới, hoàn toàn không một mục đích gì ngoài việc phí phạm thời giờ và tiền bạc. Hãy chứng kiến việc sử dụng ngu muội kỹ thuật, không một ý thức về lợi ích hay nguy hiểm, dẫn đến tai hại cho môi sinh. Những sự việc này không những đã làm suy biến môi sinh, mà chúng cũng làm giảm giá trị phẩm cách của con người. Vì lý do này, chúng ta cần phải thực hiện một sự thay đổi đường hướng có ý thức, nhấn mạnh vào việc sản xuất, phát triển và tiêu thụ của kỹ thuật đem lại tri thức và mở mang cho con người, dùng nó như một dụng cụ để truyền đạt kiến thức hữu dụng và khuyến khích người dân dùng thì giờ có tính cách xây dựng. Việc sử dụng kỹ thuật phải có ý thức, hiểu biết sự liên quan đến lợi và hại. Theo đường lối này, kỹ thuật sẽ là một dụng cụ nâng cao phẩm chất của đời sống và bảo vệ môi sinh. Xã hội sẽ trở thành một môi sinh hỗ trợ và khuyến khích sự mở mang tâm linh. Loại kỹ thuật thứ ba này có thể gọi là kỹ thuật nâng cao tri thức và phát triển con người, trực tiếp chống lại kỹ thuật đem si mê. Nếu sản xuất, phát triển và tiêu thụ của kỹ thuật có thể hướng vào đường lối này,
Và nếu khoa học mở ra con đường về loại kỹ thuật này, thì sự phát triển xây dựng chắc chắn sẽ trở thành thực sự. Nam mô Bát Đại. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa sư đẳng từ bi trở lại. Xin cảm ơn cô Lạc Trần Nguyệt. Các bạch chư Tôn Đức và quý Phật tử, đôi khi chúng ta sống trong một thời đại mà có sự giằng co. Giằng co đó là một người cực hưởng và người cực đảm. Chúng ta hay quyết liệt với nhau khi chúng ta không đồng ý với nhau. Như Ngài Bạch Chúc Tô ở trong bài viết này, thì thưa quý vị, Ngài đưa ra những quan điểm mà chúng ta cũng gọi là rất là xây dựng. Với những quan điểm này, Ngài có những đề nghị. Thật ra thì không ai mà đại biểu trên giới khoa học để mà chúng ta nói một cách đầy đủ. Bài viết này không phải là người Phật tử đối thoại với những người sống theo khoa học, mà chúng ta đôi khi phải đối diện với chính mình, phải đối thoại với chính mình. Đối thoại với chính mình ở đây, thưa quý vị, là một cái nhìn tương đối là phải chăng, không có cực đoan quá. Một trong những điều mà khoa học tác động với xã hội và người rất là nhiều, đó là từ khoa học người ta có kỹ thuật, từ kỹ thuật người ta chế ra rất là nhiều những sản phẩm. Chúng tôi mới sang Hoa Kỳ, cái TV bào rất là đắt tiền, lúc còn xài TV trắng đen, và những TV bào rất là to, rất là cồng kềnh để trong các phòng khách. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được những cái TV rất rõ, rất là mỏng, như là một khung hình treo trên tường. Thì như vậy, từ khoa học tạo ra kỹ thuật, và kỹ thuật đã cống hiến cho con người những cái tiện ích, tiện nghi mà có thể là 10 năm về trước chúng ta khó tưởng tượng được. Thế hoặc giả, từ xưa chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi sang Hoa Kỳ, điện thoại chỉ được gọi ở trong một thành phố. Từ Pomona, California mà gọi xuống Orange County chỉ đi có một đoạn đường, lâu một tiếng đồng hồ mà gọi thì tính nhiều tiền. Vì vậy, bây giờ với kỹ thuật, đôi khi chúng ta có thể gọi khắp nơi trên thế giới bằng Viber, bằng WhatsApp, bằng Messenger. Chẳng những gọi mà thấy hình mà rẻ đi, không tốn tiền. Thì như vậy rõ ràng là khoa học có những cung ứng tốt cho con người. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là tất cả. Khoa học đã thay đổi đời sống chúng ta. Nói theo người Mỹ thì có những cái tốt hơn, có những cái tệ hơn. Ngày nay chúng ta thấy rằng chỉ riêng cái tệ nạn ô nhiễm môi sinh, đó là một vấn đề, một cái vấn nạn lớn của xã hội loài người. Do con người sản xuất quá nhiều, tiêu thụ quá nhiều, nó tạo nên sự ô nhiễm trầm trọng. Ô nhiễm không phải chỉ là một con sông, một thành phố, mà ô nhiễm cả trái đất, ô nhiễm cả bầu trời, biển cả. Hôm nay chúng tôi đọc một bài viết, và qua đó họ khám phá ra rằng ở trong những tảng băng của Nam Cực, một vùng đất tương đối rất xa xôi, vậy mà đã có những cái loại plastic, tức là nhựa do là người chế tạo, đi rất xa và ảnh hưởng toàn cầu.
những lời nhựa đó nó không có tiêu hủy dễ dàng. Thì thưa quý vị, ngoài cái sự ô nhiễm thì chúng ta còn thấy khoa học kỹ thuật đã thay đổi đời sống của con người rất là nhiều mặt. Đại dịch chẳng hạn, người ta nói rằng lý do mà đại dịch lây lan một cách nhanh chóng ở trong vòng chỉ có 3 tháng mà tất cả các châu lục như ngày hôm nay đã 3 triệu người bị lây nhiễm trên toàn cầu, vì lý do là con người du lịch bằng đường hàng không. Máy bay là một tiện ích rất tốt cho đời sống chúng ta. Nhờ có máy bay mà thưa quý vị, chúng ta phải đi từ Mỹ qua Ấn Độ với thời gian rất là ngắn, không phải vì cha ông bà chúng ta lúc xưa, nhưng mà bởi vì chúng ta đi rất nhanh như vậy đó, chúng ta cũng mang theo bao nhiêu là bệnh, bao nhiêu thứ bệnh truyền nhiễm. Đó chỉ là một vài ví dụ cho chúng ta thấy rằng khoa học kỹ thuật cũng như rất nhiều thứ khác ở trong cuộc đời này, khi mà nó có lợi thì nó cũng có hại, nó là một con dao hai lưỡi. Tới đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta một điều mà ngày nay chúng ta gọi là Phật Pháp. Ngài phải giúp tôi để dựa trên cái nhìn của Phật Pháp để đưa ra một đề nghị. Đề nghị đó là khoa học có những đóng góp thiết thực cải thiện đời sống, nhưng mà tất cả chúng ta nên ý thức rằng không phải chỉ có lợi mà nó cũng có hại. Tương tự như là từ hồi còn nhỏ chúng ta biết giá trị của đồng tiền, nhưng mà không phải tiền lúc nào nó không lợi cho đời sống. Bao nhiêu người vật vã vì tiền, khổ sở vì tiền, chiến tranh vì tiền. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng nếu một người biết tìm đồng tiền một cách lương thiện, tiêu xài một cách hợp đạo, giúp ích cho bản thân của mình, cho những người thân của mình, cho những người xung quanh, thì đồng tiền nó cũng tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà không phải ai cũng làm như vậy. Và Ngài Bà Dưới Tôn này nêu lên một điểm rằng một điểm mà khoa học không làm được, đó là chỉ đưa ra những phát minh, những kỹ thuật mới, nhưng mà không có những đề xuất cụ thể là nó sử dụng kỹ thuật đó như thế nào có lợi cho nhân loại. Thì ở đây rất có thể rằng chúng ta không thể phân hai cái thế giới, bên này là tôn giáo, bên kia là khoa học, mà chúng ta nên kết hợp một cách nhuần nhuyễn. Khoa học có vai trò của khoa học và tôn giáo có vai trò của tôn giáo. Dĩ nhiên trong đó chúng ta nói Phật giáo có vai trò của Phật giáo. Tuy vậy, Ngài cũng có đề nghị là bằng cách này hay cách khác, thưa quý vị, chúng ta đặt lại vấn đề là có nhiều thứ kỹ thuật, nhưng mà chúng ta nên nghĩ đến những kỹ thuật có tác cách ôn hòa. Đừng để cái kỹ thuật nó dẫn con người đến chỗ cực đoan. Con người mà nếu biết vừa chừng thì như vậy đời sống sẽ đẹp, đời sống sẽ an lạc. Lấy một thí dụ, ngày nay thưa quý vị, Internet là một tiện nghi của cuộc sống. Nhưng mà các nhà nghiên cứu về xã hội họ nói rằng chúng ta xài quá nhiều, quá nhiều thì giờ trên Internet mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, thì thưa quý vị, nó sẽ đánh mất đi những cái lợi ích lớn của đời sống. Chúng tôi có nói một điều rằng thậm chí cái iPhone của Apple ngày nay họ vẫn có cái, một cái chức năng, đó là cho chúng ta biết rằng một ngày
chúng ta xài bao nhiêu giờ đối với cái iPhone, và nhắc nhở chúng ta không nên xài quá nhiều. Nếu chúng ta vì có được cái kỹ thuật Internet mà chúng ta bỏ quên thiên nhiên, bỏ quên những chuyến đi bộ, bỏ quên những giây phút nồng ấm nói chuyện với người thân của mình, bỏ quên cuộc sống cận nhân tình, gần gũi với con người mà chỉ biết có máy móc, thì đó là kỹ thuật cực đoan, không phải kỹ thuật ôn hòa. Đề nghị đó rất là đáng để chúng ta lắng nghe. Và kỹ thuật phải đem lại lợi ích. Thật ra thì ngày nay có nhiều thứ kỹ thuật đem lại sự tàn phá, chứ không phải là đem lại lợi ích. Có những thứ kỹ thuật mà nó không phục vụ cho con người, mà nó đi trên chỗ hủy diệt. Chúng ta lấy một ví dụ là nếu chúng ta đọc những kỹ thuật và họ chế tạo các vũ khí, những vũ khí có thể bắn rất xa, 10 mấy 20 ngàn km, và sức tàn phá rất là dễ sợ. Và chẳng những vậy mà những vũ khí này có thể được sử dụng rất là dễ dàng, thì nhân loại đến lúc nào đó phải tìm cách để tiết giảm binh bị. Thật ra khi mà chúng ta đang nói chuyện ở tại đây, thưa quý vị, người ta đang chạy theo một cái cuộc chạy đua vũ trang mới ở trên thế giới sau chiến tranh lạnh. Những quốc gia như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga đang chạy theo những cái vũ khí ngày một tối tân hơn, và cuộc chạy đua đó bất tận. Người ta đã hủy bỏ tất cả những cái hiệp nghị trong quá khứ về tài giảm binh bị, và bây giờ hầu như nước nào cũng phải chạy đua tối đa để tìm ra những vũ khí giết người ngày càng tinh vi hơn, ngày càng khốc liệt hơn. Thật ra ngày với dưới tôi ngày đề nghị là chúng ta nên khuyến khích và ủng hộ, quan tâm đến những kỹ thuật mang lại cái lợi ích. Và thưa quý vị, một cái lĩnh vực khác mà ngài và dưới tôi đề cập đến là tại đây, và đây là một điều mà người ta cảm thấy ngày càng hứa hẹn, đó là một cái sự phát triển về kỹ thuật mà bất cần. Sự bất cần này là chúng ta không quan tâm đến sự ô nhiễm, chúng ta không quan tâm đến con người. Bây giờ càng ngày người ta càng chế được nhiều loại vũ khí mà không có người lái, máy bay không người lái, robot không người lái, có thể ra chiến trường. Ở trong tương lai có thể là con người tự giết mình bằng những cái robot, và chưa biết gì vì những cái robot đó nó quá tinh nhuệ, nó đa năng, nhưng mà rất là tàn khốc, và lúc đó tự chúng ta làm hại chính mình. Khoan nói đến chiến tranh mà ngài chỉ nói đến một chuyện là những cái trò chơi điện tử mà chúng ta được thấy ngày nay, nhiều cái trò chơi đó nó chỉ tác động cho cái tuổi thơ, tinh thần bạo động. Và dưới tinh thần bạo động này, nó là một sự vi phạm nghiêm trọng. Đáng lẽ con người nên dành cho tuổi thơ có được cái gì rất là lành mạnh, cái gì rất là nhân bản, cái gì đó rất là lợi ích. Nhưng bây giờ thì người ta chế không biết bao nhiêu trò chơi điện tử, và ở đó nó chỉ tạo cho con người máu lạnh để bắn nhau, giết nhau. Thì người đề nghị rằng chúng ta nên tiết giảm về mặt này. Nhưng mà nói cho cùng, thưa quý vị, ở trong cuộc sống khó có ai mà có thể đưa ra một lời kêu gọi mà ảnh hưởng toàn diện. Dĩ nhiên các chính phủ, những người có trách nhiệm, thí dụ như là vị lãnh đạo một quốc gia hay là cái người chủ trong gia đình, nên có một cái quan niệm vừa phải về vấn đề khoa học kỹ thuật.
Như mỗi chúng ta lớn lên phải tự chịu trách nhiệm của chính mình. Rất là khó để chúng ta đòi hỏi những người khác phải canh nhìn cho mình, nhìn giữ giùm cho mình, mà thay vào đó chúng ta phải tự nhìn giữ lấy. Đại dịch corona đang xảy ra, thưa quý vị, tất cả chúng ta đều biết, đều cẩn thận. Nhưng một số người thì quan niệm rằng cái việc đối phó với bệnh dịch là tùy ở chính phủ, là chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang hay chính quyền thành phố, diễn viên chức hữu trách. Nhưng mà tận cùng mà nói thì cuối cùng mỗi chúng ta phải tự bảo vệ chính mình, mỗi chúng ta phải bằng cách này hay cách khác ý thức được làm sao để cách ly, để tránh sự lây nhiễm. Ví dụ không ai nhắc chúng ta rửa tay, không ai nhắc chúng ta phải cẩn trọng khi mình đi ra ngoài tiếp xúc và trở về. Tất cả đều do cái tinh thần tự giác cá nhân. Và kể cả vấn đề mưu sinh của mình. Ngày xưa thì chúng tôi có nghe một khẩu hiệu, người ta nói rằng đối với vấn đề mưu sinh đó, thì think globally và act thì locally. Tức là khi mà chúng ta nghĩ thì chúng ta nghĩ đến toàn thế giới này, nhưng mà khi chúng ta hành động nó phải từ địa phương hoặc là từ cá nhân. Tại vì chúng ta không thể làm hết cho tất cả mọi người, mà thay vào đó chúng ta phải làm ở trong một cộng đồng, ở trong một gia đình, ở trong một cá nhân. Thì một lần nữa Ngài Bajuto trở lại với cái quan điểm của Ngài rất là rõ ràng trong bài viết này, là khoa học cho chúng ta nhiều cái tiện nghi của, nhưng mà chúng ta không nên quên rằng ngoài những cái tiện nghi mang lại thì khoa học có rất là nhiều những cái hiểm họa mà đang trực chờ. Chúng ta đã nhận ra nhiều hiểm họa đó qua sự ô nhiễm, qua chiến tranh, qua bệnh dịch. Ngày nay thưa quý vị, hầu như kể cả thiên tai, ở trong đó có một phần cũng là do ảnh hưởng bởi cái sự ô nhiễm của trái đất. Và đằng sau sự ô nhiễm trái đất chính là cái cách tiêu thụ vô trách nhiệm của loài người. Nói chung là người ta đã tìm ra được những đầu mối. Những đầu mối cuối cùng cũng phải đòi hỏi sự hợp tác của từng cá nhân sống trên hành tinh xanh này. Thì từ điểm này chúng ta trở về lại với một cái thái độ mà Đức Phật dạy ngày xưa, đó là thế giới này đang bùng cháy, thế giới này đang sống trong điên đảo vọng tưởng, đang sống trong vô minh. Nhưng mà nói thì nói hình ảnh cả thế giới này, nhưng mà nếu có cái gì đó mà mình có thể hành động thì hành động đó nó phải dựa lên trên mỗi cái cá nhân. Chứ không thể nào mà chúng tôi lấy ví dụ là đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở một điểm. Đạo Phật không đem một cái giá trị nào đó áp đặt cho tất cả mọi người. Ví dụ như chúng ta nói là bố thí là một điều tốt, thì giới là một điều tốt. Không phải tất cả chúng ta ngồi ở đây đều phải làm giống nhau. Chúng ta không làm được giống nhau như vậy, mà mỗi con người tu tập dựa trên cái căn tính của mình, dựa trên hoàn cảnh của mình. Và muôn thuở thì chúng ta vẫn nhớ lời Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, Như Lai tuyên bố rằng ở trong tấm thân nhỏ bé dài một sải tay này, sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ, và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì thưa quý vị, cái nỗ lực mà để làm cái gì đó để cải thiện cuộc sống, nó bắt đầu từ nỗ lực cá nhân. Vì vậy, về điểm này, chúng ta trở lại với cái phương thức tu tập của mình. Một người đi vào trong trường thiền tu tập hay đến giờ ngồi thiền, thì thỉnh thoảng chúng ta bị chi phối bởi một điều là không biết giờ này mình ngồi thiền thì công việc nhà
việc con cái, việc làm, ai làm. Chúng ta lạ lắm thưa quý vị. Khi chúng ta đi chơi thì chúng ta không lo lắng công việc. Khi chúng ta say mê coi phim, việc này việc kia thì chúng ta coi thường những việc khác. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta có cái khuynh hướng là giống như là mình lo việc này. Và lúc đó thì hành giả cần có một cái sự nhắc nhở đến chính mình rằng cái lo đó chỉ là một cái tật, lo đó là một thói quen. Mình bỏ ra một tiếng đồng hồ ngồi thiền không có nghĩa là vì vậy mà bầu trời sẽ sụp, thế giới sẽ đại loạn. Mà quá thật, một giờ ngồi thiền rất là lợi lạc. Và chúng ta phải có một thái độ rất là dứt khoát. Chúng tôi nhớ hồi trước chúng tôi đi sang chùa Watanachat ở tại Ubon Ratchathini, một ngôi chùa mà của ngài Chân Cha lập, và cái vị trụ trì đầu tiên là ngài Ajahn Thích Mê Thua. Thì thưa quý vị, có một lần chúng tôi nghe ngài cả ở trong chùa, lúc ngài cả là Ajahn Pasado, bây giờ ngài ở Bắc California đó. Ngài là người Canada, và ngài nói rằng con người chúng ta đó có một cái thói quen, và đôi khi vào trong chùa, vào trong thiền viện thì thay vì mình tu tập thì mình lại cố gắng làm một cái gì đó để đóng góp vào việc chung. Mới nhìn đó thì nó không có gì là sai, nó hoàn toàn đúng, và thậm chí người ta hay ca ngợi được người đó vào chùa thay vì tu thì lo làm sao cho con đường được sạch sẽ, gánh nước bữa cuối, làm nhiều việc. Nhưng mà ngài cũng lưu ý rằng có một số không nhỏ những thiền sinh vào đó, dùng những công việc đó để chạy trốn sự tu tập cá nhân của mình. Và không phải là chúng ta chỉ lo tu mà chúng ta bỏ công việc. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái nào là ưu tiên. Phải cách tổ chức ở trong thiền viện đó là chấp thì luôn luôn có chấp tác. Nhưng mà nó có cái giờ nhất định. Và cái giờ đó tất cả mọi người cùng chấp tác. Ví dụ như ngày xưa chúng tôi sống ở chùa Ngài Chánh Cha đó, thì buổi sáng đi khất thực, tất cả chư tăng đều đi khất thực. Khi đi khất thực trở về thì thức ăn trong bình bát giao cho nhà bếp, thì lấy cho họ chia ra, xôi theo xôi, bánh theo bánh, thức ăn theo thức ăn. Và khi mà chư tăng lên trên cái pháp xá để thọ thực thì tất cả những phần ăn này đưa đến trước mặt chư tăng, và mỗi vị múc vừa với phần ăn của mình. Và rồi thứ gì ăn xong thì chư tăng có trách nhiệm đi rửa bát, rồi khoảng 10 giờ thì nghỉ ngơi một chút, hành thiền cá nhân hay làm gì đó, cho đến 1 giờ trưa thì lên chánh điện cùng với ngồi thiền. Ngồi thiền xong rồi 2 giờ rưỡi chấp tác, có thể là đi gánh nước ở các lu hay là gom củi, tại vì những nơi nấu nướng thì nấu bằng củi, quét dọn trong ngoài. 4 giờ là đến cái thất của ngài cả để uống nước buổi chiều sau khi chấp tác xong, như là uống cà phê hay là uống trà gì đó. Và sau 1 giờ uống nước và nghe ngài cả ngài chỉ dẫn sự tu tập thì trở về, để rồi 6 giờ lên tụng kinh. Thì thưa quý vị, thời gian đó nó nhịp nhàng mỗi ngày, nhưng mà nó lại xen lẫn nhiều thời giờ cá nhân cho một người có cái điều kiện để thực hành. Và ngài cả người nhắc rằng cái sự vận dụng cá nhân đó, thưa quý vị, nó là một cái cơ hội
để mình thể hiện cái tinh thần trách nhiệm bản thân của mình. Nếu chúng ta không có cái trách nhiệm với mình thì không ai có trách nhiệm với mình hết. Ngày hôm nay đại dịch corona xảy ra, mà đi ra bên ngoài nơi nào nên đi và đi phải cẩn trọng như thế nào, hoàn toàn đó là trách nhiệm cá nhân hết. Chiều nay chúng tôi có nghe lời than của thống đốc tiểu bang California, ông Nelson. Ông nói rằng cuối tuần qua đó, ở tại các bãi biển Nam California có rất nhiều người ra đó tụ họp đông đảo, và đó là một sự nguy hiểm bởi vì bệnh dịch vẫn còn. Chính quyền đã bắt đầu nới rộng cho phép mọi người đi lại, nhưng mà sự tự giác nó phải tùy ở cá nhân. Chúng ta lớn rồi, không có ai mà theo mà nhắc nhở chúng ta đủ thứ chuyện, không ai mà có thể nhắc chúng ta từng ly từng tí. Thì trong một cái đại dịch xảy ra, nếu mà chúng ta không có tự giác thì không biết khi nào chúng ta tự giác được chứ. Bởi vì chúng ta đọc ở trong kinh, nghe rất là nhiều đoạn mà ở đó Đức Phật ngài nhắc về sự chết, ngài nhắc về hiểm họa xảy ra. Chúng ta đừng tưởng rằng chỉ có đại dịch mới có nguy hiểm. Đức Phật ngài dạy rằng nếu một người tinh tấn thì người đó có thể suy nghĩ rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Đặc biệt là một vị tỳ kheo ở trong rừng, thì Đức Phật ngài khuyên rằng một cơn gió độc có thể làm cho mình chết, một con rắn độc cắn có thể làm cho mình chết, một con thú dữ tấn công có thể làm cho mình chết. Có bao nhiêu thứ rình rập gọi là hiểm họa rình rập mang lại cái chết. Và nếu một vị tỳ kheo sống trong rừng ý thức điều đó, thì vì nó sẽ tinh tấn. Thì đại dịch cũng vậy, nhiều người trong chúng ta ở trong thời kỳ đại dịch cảm thấy buồn nản, cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy đời sâu vị và không muốn làm gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta vận dụng cái nhìn của mình và nhìn từ một góc độ nào đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tinh tấn, chúng ta sẽ chịu khó hơn. Và nếu chúng ta không có nỗ lực bây giờ thì không biết tới lúc nào mà chúng ta có thể nỗ lực. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc mà gặp đại nạn, lúc gặp đe dọa mà chúng ta không ý thức được cái chết, thì có lẽ những lúc khác chúng ta rất là ơ hờ. Mình tưởng đâu là mình sống ngoài những cái chuyện mà sanh tử xảy ra ở đâu với ai, chứ không xảy ra ở chính mình. Nhưng mà đặc biệt là một khi mà ý thức như vậy rồi, thì khi mà chúng ta ngồi xuống để tập tu tập thiền định, cái tâm của chúng ta nó sẽ dễ tập trung hơn. Phải nói rằng đi tu thiền á, thì cái sự hướng dẫn của chư vị thiền sư á, giống nhau. Có đôi khi cũng lời hướng dẫn đó, ngài hướng dẫn nguyên cho cả một khóa thiền cho tất cả những người đến tu tập. Nhưng mà sự áp dụng mà có lợi lạc hay không đó, nó đều là do mỗi cá nhân khác. Về điểm này thì có đi vào các chuyện thì chúng ta mới thấy. Cũng giống như là mình nói rằng nước Mỹ là nước của cơ hội làm ăn. Nhưng mà không phải ai qua đây cũng làm ăn làm giàu hết. Nước Mỹ là nước của cơ hội giáo dục, không phải ai qua đây cũng học hành đỗ đạt có bằng cấp hết. Nước Mỹ là nước có tự do về thông tin, về sự phát triển cá nhân, nhưng không phải ai cũng áp dụng được hết. Thì sự tu tập cũng tương tự như vậy. Khi mà mình còn khỏe, mình còn đủ khả năng ngồi xuống để có một giờ yên tĩnh tu tập, thì thưa quý vị, ở đó chúng ta phải nhận thấy rằng mình rất là may mắn. May mắn lắm, mình còn khỏe, còn đủ khả năng tập trung. Nhưng bây giờ chúng ta nghe pháp đi. Ở trong thời gian qua, thưa quý vị, có rất nhiều người ngoại cho chúng tôi đi nhờ tụng kinh và nói pháp cho một số Phật tử ở tại bệnh viện hay là ở nơi sinh hôn để họ ra đi. Một vài người họ đó là những người Phật tử rất có đạo tâm, nhưng mà trong thời kỳ của đại dịch chúng tôi không đến được, và thân nhân thì chỉ dùng một cái iPad để đó, rồi chúng tôi nói chuyện bằng FaceTime
nói chuyện với những người này. Nhưng mà đa phần thì chúng tôi thấy rằng những lúc đó nó có cái gì rất là máy móc, không bằng mình có mặt ở tại chỗ. Và những lúc khi mình bệnh rồi đó, mình không có cái cơ hội sống một cách rất là tích cực như là để sống hàng ngày mà mình còn khỏe. Ở trong kinh có, trong kinh Pháp Cú có hai câu kinh như vậy là: trẻ không sớm biết tu hành, có tài sản để dành mai sau, cò già u lũ bên ao, cá cơm chẳng có tân sau chật chật. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, như cung bị gãy hai đầu, nhìn về quá khứ khổ sầu thở than. Hai câu thi hóa của Tâm Cao, thi hóa hai câu kinh Pháp Cú, nói rằng trong cuộc đời chúng ta đó, có những lúc mà chúng ta đang xem đó là một cơ hội. Cơ hội đến mà chúng ta không có quý. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi có một cái kinh nghiệm này cũng muốn được chia sẻ trong ngày hôm nay, đó là khi mà chúng tôi ở trại tị nạn, có rất nhiều người không học được tiếng Anh, không có được những giây phút mà vui. Những trại khác thì không sao, nhưng mà chúng tôi sống ở Bolivia mà cực thì nó cũng có cái cực đó, nhưng mà đại khái cũng không có đói. Cơm thì có cao nguyện phát, gọi là supply, họ phát, mình về tự nấu ăn lấy. Có bãi biển, có rừng, có núi, một cuộc sống yên ả của nhàn hạ, trời đi định cư. Nhưng mà ngay những giờ phút mình sống ở tại đó, thì ai cũng nghĩ đến đi định cư, ai cũng nghĩ đến sự nôn nao. Nhưng mà người ta không có tận dụng được thời gian ở tại đó. Bây giờ qua Mỹ rồi, có đôi khi ngồi lại nhắc lại những cái chuyện ở bên đảo á, mà nói thời gian thấy bị mà sung sướng, thấy bị mà vui, gia đình, vợ chồng, con cái sống gần bên nhau, không có lo chạy tất bật vì công ăn việc làm, có nhiều ngày nghỉ, hay trời nắng thì đi ra biển, hoặc thích thì lên rừng, đi tìm ớt, hái hoa bông trang, vân vân. Cái tội nghiệp của chúng ta là như vậy, là ở trong những giờ phút mà chúng ta có được thì chúng ta không quý. Điều này không có nghĩa là thời kỳ đó là thời kỳ hoàn toàn tốt. Cũng như hôm nay đại dịch đó, chúng ta bị cách ly, cũng có nhiều người cảm thấy khủng hoảng. Chúng tôi không nói là ở nhà cách ly xã hội là một điều tốt đâu, nhưng mà nếu chúng ta khéo vận dụng đó, thì thời gian này chúng ta làm được rất nhiều việc tốt. Có những thứ mà chúng ta không để ý. Có một phần tử nói với chúng tôi rằng đã lâu rồi không biết bao nhiêu đồ nằm ấp lẫm ở trong garage, ở trong các tủ quần áo, bây giờ có thì giờ soạn ra thì thấy rằng có nhiều thứ mình xài được, không cần phải mua nữa, và có nhiều thứ có thể cho Salvation Army, cho từ thiện, có nhiều thứ có thể bán garage sale sau khi mà hết đại dịch rồi. Thì một cái người mà biết tận dụng thì giờ thì lúc nào cũng có thể làm tốt thì giờ. Một người tu tập thứ việc mỗi một ngày mới là chúng ta có được một cái cơ duyên mới. Và ngài Ajahn Chah ngài nói rằng không có một người tu nào mà biết giá trị sự tu tập mà lại không quý trọng thì giờ của mình. Thì giờ rất là quý, và ngài cũng nói rằng cái thái độ của chúng ta đối với thì giờ đó, nó nói lên sự tha thiết của sự tu tập. Một người mà không có cái thái độ trân trọng đối với thì giờ của mình thì mình phung phí rất nhiều thì giờ quý báu của cuộc sống. Không có ai phung phí thì giờ quý báu cuộc sống mà người đó tích cực tu hành được. Hai cái đó nó liên hệ với nhau. Một người tu tinh tấn là người quý thì giờ của cuộc sống. Cũng giống như quý vị thấy đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta có những việc làm có ý nghĩa thì chúng ta quý thì giờ, thấy thời gian qua rất mau. Còn những người mà không biết quý thì giờ thì thưa quý vị, họ thấy thì giờ trôi qua rất chậm. Họ sống ồ ơ với dầu chứ không có một cái mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Vì vậy cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng một khi hành giả
bắt đầu sự tu tập và tu tập cái nghiêm túc, là lúc đó là lúc mà người đó phải tự ý thức lấy về cái giá trị của thì giờ mà mình có được. Không có một người nào mà hoang phí thì giờ mà người đó có thể tu tập tốt. Cũng như thưa quý vị, những người mà biết làm ra tiền, chịu làm ra tiền thì người đó mới quý đồng tiền. Còn những người mà hưởng của quạnh tài ở trên đổ xuống, hay là đôi khi trúng số, ta xài rất là nhanh. Tại vì sao vậy? Mình không biết quý cái giá trị của đồng tiền. Thì ở đây cuộc sống chung chung của tất cả chúng ta, nó có những điều mà ở bên ngoài nó liên hệ bên trong, bên trong liên hệ bên ngoài. Vì vậy với những gì mà Ngài Bajuto Ngài đề cập đến ở tại đây, không phải là Ngài chỉ trích khoa học, mà Ngài nói rằng khoa học nên đặt lại giá trị. Và cái giá trị mà Ngài nói là giá trị của sự ôn hòa và giá trị của sự lợi lạc. Và cái giá trị nào đó mà nó mang cái cách là nhân bản, nghĩa là nó cải thiện được đời sống. Giá trị sự ôn hòa là đừng đặt những giá trị cực đoan. Giá trị của lợi lạc đó là chúng ta đừng theo đuổi những cái kỹ thuật mà kỹ thuật đó nó chỉ có hại chứ không có lợi. Và cái giá trị thực tiễn là một giá trị có quan tâm đến môi sinh, quan tâm đến mọi người xung quanh mình. Chúng tôi có được nghe một vài cái câu chuyện trong mùa đại dịch, là có những người sống thì việc không có quan tâm đến những người thân mình. Mình cẩu thả đi ra bên ngoài là một lẽ rồi, nhưng mà khi mình đi ra bên ngoài rồi mình trở về, mình không có nghĩ rằng mình mang cái sự nguy hiểm đến cho những người thân trong nhà. Bởi vì vậy, nếu mà chúng ta thật sự biết thương mình, biết thương những người thân của mình, thì chúng ta nên có một cái ý thức tương đối. Và trong cái ý thức tương đối này, thưa quý vị, có thể rằng mình nghĩ nó không đến nỗi nguy hiểm, nhưng mà đừng tạo thêm những nỗi lo lắng cho những người thân trong nhà. Và nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin nói thêm một điều, là một số lớn chúng ta đã có những người thân lớn tuổi. Hôm nay nghe một câu chuyện rất là cảm động. Đó là một Phật tử đi chùa gọi điện thoại chúng tôi vào buổi trưa, kể rằng ở trong mùa đại dịch này thì có nhiều cái tội túng buồn, nhưng mà có một điều mà người này cảm thấy rất là vui, muốn chia sẻ với chúng tôi. Người đó kể rằng hai vợ chồng già lớn tuổi ở trong một căn nhà bao nhiêu năm rồi, thì bỗng nhiên tuần rồi người con trai đến nhà, gọi điện thoại đến nhà nói với cha mẹ là con có mua cái kệ rất là đẹp và cái bàn rất là đẹp, con muốn đến để đóng lại cái bàn thờ ở nhà. Tại vì cha mẹ đóng cái bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên, bàn thờ gia tiên đó, cái bàn thờ đó cũng mấy chục năm rồi, bây giờ nhìn thấy thì nó không đẹp, bây giờ có nhiều thứ đẹp rồi. Và ông bà đồng ý. Thì người con trai này bỏ nguyên cả 7 tiếng đồng hồ đến nhà, rồi đóng lại cái bàn thờ. Rồi cái cô vợ đó, cái cô dâu đó, lại mua một cái bộ bộ tam, tức là lư hương, chân đèn và đĩa đựng hoa quả, bình hoa đến để cho nó hợp với cái bàn thờ mới. Và sau khi làm xong thì họ chụp hình họ gửi giúp tôi, thì quả thật là bàn thờ đóng khéo, đóng đẹp, anh này anh có cái khéo tay. Nhưng mà một điều mà hai ông bà gọi chúng tôi và kể đó, thì chúng tôi phải dính là nhận là hai ông bà rất là vui. Hai ông bà nói rằng đi qua Mỹ làm ăn rồi con nó lớn lên nó ra bên ngoài, bây giờ mà tới khi mà có đại dịch mà nó dành chị giờ đến, nó nghĩ đến mình mà làm bằng phật đẹp, mình vui, nó có hiếu, vui nó biết nghĩ đến cha mẹ, mà vui vì nó cũng còn biết nghĩ đến Phật pháp.
Và cái niềm vui của hai ông bà khi mà nói, chúng tôi có thể cảm nhận cái niềm hạnh phúc ở trong giọng nói của ông bà. Có lẽ là hiếm khi mà những người lớn tuổi có được cảm xúc hạnh phúc như vậy. Vì vậy biết đâu ở trong mùa đại dịch, thưa quý vị, cũng là lúc mà chúng ta có thể làm cái gì đó cho người thân của mình. Một quanh năm thường là chúng ta quá bận, bận với việc này, bận với việc kia, rồi mình không có thì giờ để chăm sóc được. Chứ tôi cũng phải thưa với quý Phật tử một điều rằng, đó một cách thực tế đó, thì khi mà dịch bệnh xảy ra, thì một ở trong những thành phần mà rất là nguy hiểm, đó là những người lớn tuổi, cha mẹ, ông bà, và đặc biệt là những người lớn tuổi ở trong các trại dưỡng lão. Nếu mà chúng ta vì cái sự sợ hãi ly bệnh mà chúng ta không đến thăm viếng thì chuyện đó đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta khéo thì chúng ta vẫn có thể đến sắp xếp như thế nào đó mà những vị người đó họ có được cái điều kiện để được nói chuyện với con cái thường xuyên hơn. Mình có ở nhà hãy nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn. Và có rất nhiều chuyện buồn lắm, thưa quý vị, là cha mẹ trại dưỡng lão bị lây nhiễm. Khi bị lây nhiễm rồi, người ta đưa vào trong bệnh viện, hay có khi nằm ở nó chết đi, mà con cái không còn được, tại vì người ta không cho phép. Rồi chết rồi thì họ đem đi họ hỏa táng, chứ không tổ chức tang lễ. Một cái chết rất là thầm lặng, chết mà không gặp những người thân của mình. Nên trong cuộc sống này, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng chuyện mà một người sống với nhau là chúng ta có cả một đời kéo dài, nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Cái chết có thể cướp đi những người thân của chúng ta rất là nhiều. Và Ngài Hòa Thượng khi Ngài còn sống, Ngài có hay nói một điều rằng, vì vậy nếu cái gì mà nói cho nhau nghe một hạnh phúc thì chúng ta hãy nói cho nhau nghe. Làm cho nhau những gì mà chúng ta thấy lợi lạc hãy làm cho nhau, bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ để làm việc đó trong cuộc đời. Thì hy vọng rằng bên cạnh những cái phiền lụy, những cái tiêu cực, những điều mà chúng ta gọi là không có thoải mái của mùa bệnh dịch đó, thì chúng ta vẫn còn tìm thấy những ánh sáng thích. Đó là quý trọng thời giờ nhiều hơn, chăm sóc tốt cho bản thân mình nhiều hơn, tạo ra những sáng kiến để cho đời sống nó bớt căng thẳng hơn, và đặc biệt chăm sóc cho những người thân trong gia đình của mình. Chúng ta sẽ không có nhiều thời giờ để làm việc đó. Một khi mà mùa đại dịch đi qua, chúng ta bắt đầu tất bật với công việc làm. Chúng ta nhân danh sự bận rộn để lãng quên nhân danh sự bận rộn, để không nghĩ đến những người mà đáng lẽ chúng ta phải nghĩ đến rất nhiều. Ngay cả chính chúng ta cũng không chăm sóc tốt cho bản thân mình nữa. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân bài viết của Ngài Phaejuto. Thưa vị, bài viết của viết này hôm nay cũng là kết thúc quyển Phật giáo và khoa học. Ngày mai này chúng ta sẽ đi vào một tập sách khác bằng một đề tài khác. Nhưng mà chúng tôi xin kết thúc pháp thoại hôm nay ở tại đây. Và bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Thừa Trí, Sư Nguyên Thông và Sư Cô Chủ Duyên mỗi vị tụng cho một bài kinh Tam Bảo Phản Ngữ. Và sau đó có vị nào phát tâm thì xin tụng cho một bản, một phần bằng tiếng Việt. Kính thỉnh Đại Đức Thừa Trí. Chúng con là lễ chư tôn đức tăng. Xin được chào quý Phật tử. Xin phép được đọc kinh Ratana Sutta. Upanidhana to upathaya tathagata sada paramiyo raso paparamiyo rasa paramatha paramiyo pancha maha parichaye ceso cariya pacima pave Gapha wak kam ting cha ting api ning kamanang batana chari yang bodhi ban lan ke mar vichayang Sapay nyu tay nyana pati ve thang na walo ko taradham me bisape pi me putta gude Awa chi to we sa liyati subakaram tade
Sutiya marating baritang karanto ayasma ananda tero vyakaruna chitang upata beto akoti satasaha se chuchakta wale sudevata yasanam pati gan hanti yencha vesali yambure roga manosado peka samputam tivitang payang Kipa mantala thabes paritantang bhanamahe. Yanitha putani samagata nikumma niwaya niwantalike. Sape vaputa sumana pahuantu atopisakata sunandukhasitang. Tasmahi putani sametta sape metang karotha manusiya pacha. Yadi vacharato jaharanti ye paling tasmahi ne rakhata atmata yankinchi vitang itavahurang vasakye suvayam datanang banitam nano samang ati tathagate meiram vipote ratanang banitam etena satyena suvate hot kayang viragam amatang banitam Yada chaga sakya muni samahito na te na thamme na samad Tikin chi dambi thamme ratanang banitang Ete la chi na suvati hotu Yambuta se to parivar na yi se ching samadhi manam Tanikeng yamaho samadhi na te Na samo na vichati idambi thamme ratanang banitang ete na satye na suvati hotu. Yeso payut ye pukkala ato satang basata chatari etan yugani hontite. Dakhine yasugata sasavaka ete sudinnani mahapala. Nidam visanghe ratanang banitam etena sakye tasuvati hotu. Yeso payota manasadam he nanikamino votama sasanam hite. Bhati bata matang vigaihalatha muthani puting punchamana. Nidam visanghe ratanang banitam etena sakye tasuvati hotu. Yathinda philo pathawin sito siya chato pshikwate asambakambiyo tathupamang sa purisang vadamiyo ariya satcha niyavecha basatidam visanghe ratanang banitang etena satchena suvati hotu ye ariya satcha nvipavajanti rampi dabbanye nasudesita nikinchabite Antupusa pamata natepa wangata mama Iyanti dambisanghe ratanang panitang Etena satyena suvati hotu Sahawa sadasana sambadayata yasutamma Chahita pavanti saka yadikti vichikichitang Jasila patangwa piyadati kinchichatoha baye Chavipamoto Chachapi thana viapapokatum idam visanghe ratanang panitam etena satyena suvati hotu kinchapi sokammam karoti bhavakam kayena vacha yudacetasa vapapo sotas paticchata yapapatadis padasavota idam visanghe ratanang panitam etena satyena suvati hotu vanabhagambe yatha pusitakye gimhanamase pathamasmin gimhe tathopamang thamma varang adesa yinnipanagamin paramang hita hedam vipothe ratanang panitang hetena satyena suvati hotu Varo varang yu varado varahado anuttaro thamma varang adesidam vibhote ratanang banitam etena satyena suvati hotu hinang puranang navang nati sampavang guidat
citta yati ke pavasmin te khi na vi cha avidun thi chanda nipan thi thi da yatha yam vadi po idam visankhe ratanang vanitang ete na satye na suvati ho tu yani ta puta ni samagata nipumma niwaya niwanta leke tathagatang devu mano sapuchitang Bhutang namasama suvati ho tu yani ta puta ni samagata nipumma niwaya niwanta leke Tathagatang devu mano sapuchitang dhammang namasama suvati ho tu yani ta puta Nisamagata nipumma niwaya niwanta leke Tathagatang devu mano sapuchitang sangkhang namasama suvati ho tu Giờ con đã đọc xong việc tình đại tân hóa sụp tân hóa Dạ, kính con sẽ hữu sông thông Cái máy trung trạng Vì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là tuân lệnh sư phụ đọc bài kinh Châu Bảo Patana Sutta. Paditha na to patha yata tha gata sadasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha paramiyo pancha maha pariccha geti so chariya pakkima phave gappa vakkantin Chatin afini kamanang patta na chariyang bodhipalan ke maravichayang Sabban yutanya na pative thang na valo kutara thamme tisabbe pime buddha gune avachi toa vesa liyati supakarang tere sutiya maratin Parittang karonto ajasma ananda thairo vijakarunya chittang upathape toa kotisata sahase chuchakavale sudevata yasanang patigang hantiyang chavesa liyang pure roga manusanup hisamputang tivitang phayang khipamang tarathabe siparittang tang Phana maheya ni da phu ta ni samma gata ni phumma ni vaya ni va an ta li khe sa be va phu ta sumana pha văn tu a tho bi sắc cắt cha su nam tu pha chi tăng Tathma hi phu ta ni samme tha sap be me tăng karo thama nu siya pa cha ya di va cha rak to cha harang ti ye balin tathma Hine rắc khá ta áp bà mạ ta giang kiên chì viết tăng y tha vá hú răng vá sạc ghê su vá giang rá ta năng phá ni tăng na nô sa măng a thị ta ta gà tê na y đam bi bùa thê. Rá ta năng phá ni tăng e tê na sạc chê na su vá thi hô tu khá giang vi rá găng a ma tăng phá ni tăng gia đà cha gà sạc gia mu ni sa ma hi tô na tê na sam mê na sa ma thị kiên chì y đam bi thăm mê. Ra ta năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tự giang bu da sa to pa ri van na di su chin sa ma di ma nan ta ri cam nha ma hu sa ma di na te na sa mô na vi cha ti đam bi thăm mê ra ta năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tự ye pu ga la a tha sa tăng pa sa ta cha ta ri e ta ni yu ga di hôn ti te da ki nay ya Sugata sasa vaka ete sudina namahapvila ni idam bisankhe ratanang panitang ete na sakche na suva thi ho tu ye subhayuta manasadan he na nikai minogo tumasa sanam hite ptimata avatang vige halada mudani putin pung chamana idam bisankhe Ratanang panitang e te na sắc chê na su va thi hô tu ya thiên đa kỳ lô bá tha vinh si tô si ya cha tu phi vạm tê phi a sam ba cam pi yô. Ta thu pa măng sup bu vi sang va da mi yô a ri cha sắc cha na a ve cha pa sa ti i đam bi sang khê ratanang panitang. E te na sắc chê na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha. Ni vi pha và giang thì gặm phi ra bản nhê na su đê si ta ni kiến cha bị tê hôn tu phu sắc ba mát ta
na te pha vang a tha ma ma di yang ti i đam bi sang khe ra ca năng pa ni tăng e te na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa da sa na sam ba da và ta thầm mà cháy ta phà văn thì sắc ca và đi thì viết chi kiến chi tăng cha si la phá tăng và bị gia đa thì kiến chi cha tu hà ba dê thì cha viết và mùa tô cha cha phi tha na ni áp phà bồ ca tum y đầm bị sẵn khê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô thì kiến cha bị số cầm măng ca rô thì phá phá căng ca dê na va cha dù đá chê ta xả va Apa so ta sapati chada ya pha bata di ta pada sabuta idam di sang khe ratanang panitang e te na sắc che na suva thi ho tu va na ba gum be yatha phu si tak ge gim ha nama se patamas min gin he ta thu pa mang tham ma varang ade sa di nip ba na ga min baramang hita ya idam bi bua the ratanang panitang e te na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô tham ma va răng a đê sa di y đàm bi bu đê pha ra năng pa ni tâm e tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na thi sâm pa văn vi ra ta chi ta ya ti kê pha va s min tê khi na pi cha a vi run hi chăng đa niếp băng thiền thi ra giá tha văn pa di bô y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tâm ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụng ma ni va ya ni va anh ta lý khê ta tha gà tâm đê và ma nu sa bu chi tăng bu đăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụng ma ni va ya ni va anh ta lý khê ta tha gà tâm đê và ma nu sa bu chi tăng đà hâm măng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sâm ma gà ta ni phụng ma ni va ya ni va anh ta lý khê ta tha gà tâm đê và ma nu sa bu chi tăng sang gà hăng na ma sa ma su va thi hô tu Di Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con vừa đọc xong bài kinh Ratana Sutta, và con xin trao mai là cho người kế, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Xin mời cô Tiểu Duyên. Dạ, sa thú lần thái, và kính cảm ơn đại đức Thiên Thần. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, con kính tri ân thượng tọa giác đẳng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báu Ratana Sutta. Manithana to ba tha ya ta tha ya ta sa da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da sa ba ra ma ta ba ra mi yo ban cha ma ha ba ri cha ge ti so cha di ya ba chi ma pa we ga pha wa can tình cha tình abhinip khama năng ba tha na cha di yang bo thi văn nan ke ma ra vi cha yang sa ba như tay nhà na pa ti huệ thằng na qua lô cu ta ra tham mê ti sa bê bi mê bu ta gu ne a wa chi toa huệ sa li ya ti su ba ca ran ta re su ti ya ma ra tình ba re tăng ca ron to a ya ma Ananda thề rô yá ca rô nha chi tăng rô bá ta bê tòa cổ tí sa ta sa háp xê su chắc ca hoa lê su đê hoa tạ. Yá xà năng bá tí gần ngàn cháu quê xà lý dàm bú rê rô gà man nô sa đô phê ca sầm phô tàn tí tí dàn. Phá dàn khi bá màn thá rá thà bê sĩ bá rê tăng tâm phà nà ma hê. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va an ta lê khê sa bê va phụ ta su ma na pha hoàn tu a thô bi sa can cha su na tu pha si tăng
tát ma hi phu ta ni sa me ta sa bê me tăng ca rô tha ma nu si ya bê cha ya di hoa cha ra tô cha ha ra ti dê ba liên tát ma hi nê ra kha ta a pa ma ta dặn kiện chi quy tăng y tha hoa hu rằng hoa sang ghê su hoa dặn ra ta năng văn ni tăng năng nô sanh ngạp thi tất tha các tề na y đam bi bút thề ra tha năng văn ni tăng e tề na sa chen na su wat nô tung yam bồ tát sa thô ba di hoàn na di su chín sam ma thi ma nam ta di cảnh nhâm ma hu sam ma thi na tề na sam mô na quy chất thi y đam bi tham mê ra tha năng văn ni tăng e tề na sa chen na su wat thi hô tung ye bung nga la a tha sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni u ga ni hon ti te đắc khi này ya su ga ta sa sa wa ka e te su đình na ni ma ha pa la ni i đam bi sang khe ra ta năng ba ni tang e te na sa chen na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta mana sa ta na he na ni ka mi no wo ta ma sa sa nam hi te ba ti pa ta am tang wi gay ha la tha bu tha ni pu ting buon cha ma na i dam vi sang khe ra ta nang ba ni tang e te na sa chen na su wa ti ho tu ya thành đắc khi lô ba tha quỳnh si tô si ya cha tô si wa te si a sam ba cam bi yo ta thù ba măng sập bú đi sang quát đà mi dô a ri a sa cha ni a quê cha ba sa ti i đam bi sang khê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su quát ti hô tô dê a ri a sa cha ni vư phà quá dàn ti gầm phi na ba nhê na su đê si ta ni kinh cha bi tê hôn ti vư sa pa ma ta na tê pa quăng a tham ma di yan ti i đam bi sang khe ra ta năng văn di tăng e te na sa che na su wat ti ho tu sa ha wa sa da sa na sam ma da ya ta ya su tham ma ti hi ta pa wan ti sak ka ya de ti vi chi ki chi tăng chi si la pa tăng wa bi ya da ti kinh chi chi tu ha ba ye hi chi vi pa mu to cha cha phi tha na ni áp pháp bồ ca tùng ít âm bi sẵn kề ra ta năng ba ni tăng hệ tề na sa che na su wa thi hu tu kinh cha bi so cam măng khắc ru ti pa bắc cần ca ye na wa cha chu đa che ta sa wa áp pháp bồ so ta sa bất tích cha đa ya áp pháp bát ta đế thu ra đa su bút ta ít đam bi sẵn kề ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu qua na pa gầm bê ya tha pu chi tắt ghê ghim ha na ma se pa tham ma mìm ghim hê ta thu ba măng tham ma qua rằng a đê sa di ni pa đa ga min ba ra măng hi ta ya y đam bi pu thê ra ta năng ma ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu quá rô quá rành nhu quá ra đô quá ra ha rô anh nuốt ta rô thầm quá rằng ở đề sa di đầm bi bút thề ra ta năng bám di tăng e tê na sa chê na su vát ki hô tu khi năng bú ra năng na quăng na ti sâm phá quăng vi ra ta chít ta gia ti kê phá quá minh tê khi na bi cha a vi ruôn thích chăn đa nhíp bàn ti thi ra ya tha yam ba di bo i đam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni tha pho ta ni sa ma ga ta ni pho ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa man nu sa bu chi tăng bu thăng nam ma sa ma su wa ti ho tu ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni pa ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa man nu sa bu chi tăng tham mang nam ma sa ma su wa ti hu du ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni pa ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa man nu sa bu chi tăng sẵn khang nam ma sa ma su wa ti hu du. Nhà con đang đọc bài Tathāgata Buddha.
Dạ bây giờ không biết là vị nào đọc tiếng Việt hay là dạ con xin xuống mic để con cũng không biết đấy vị nào đọc thỉnh dạ dạ con đọc bài vừa sau giờ là con thấy Nhật Quỳnh post lên thỉnh ngài Giác Đẳng trở lại với đạo tràng của chúng con ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức và Chư Quý Phật tử. Một ở trong những điểm mà chúng ta kịp thấy ở trong bài kinh ngày hôm nay trên Châu Báo chúng ta đọc đó, đó là hồi hướng phước lành đến chư thiên. Hôm nay chúng tôi muốn dành vài phút để nói về việc hồi hướng phước. Quý vị, phước báo là cái gì tương đối rất là trừu tượng. Một trong những cái cách mà chúng ta có thể tạo được phước là chúng ta tùy hỷ phước, tức là vui thường phước báo của người khác. Ví dụ như mình nhìn thấy một cái vị tăng hay ni hay là Phật tử đọc trong một bài kinh, mình nói lời xa thú là quan điểm đó là tùy hỷ. Hay là mình thấy một người đã làm thiện, điều gì mình quan hỷ, cái tùy hỷ phước đó, thì nếu chúng ta quan hỷ thì chúng ta có phước, tùy hỷ phước là một nhân sanh phước. Nhưng mà thưa quý vị, cũng có một số các trường hợp mà có những chúng sanh trong cuộc đời này tùy hỷ phước lại đi chung với cái lời mời hay là lời hồi hướng của cái người đạo phước. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là có vài lần chúng tôi ở chùa có trường hợp là có một buổi lễ trai tâm, có một cái buổi gặp gỡ đông đảo với Phật tử, thì ở chùa có người nhắc chúng tôi là hôm nay là sinh nhật của Phật tử nào đó, nhất là Phật tử lớn tuổi. Thì chúng tôi nghe vị Phật tử khác đang cầm microphone đó, vị nói rằng hôm nay là để đông đảo mà lại có một cái sinh nhật của Phật tử A, Phật tử B nào đó, thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau hoan hỷ chúc mừng sinh nhật. Thì thứ vì chúng tôi thấy cảm nhận rằng cái người được chúc mừng sinh nhật đó họ rất là hoan hỷ, mặc dù cũng cái bối cảnh đó, cũng món ăn đó, cũng điều kiện đó, nhưng mà nghe người khác họ nhân danh cái buổi lễ, nhân viên sẽ có mặt đông đảo để họ cầu chúc sinh nhật cho mình, thì cảm thấy rất là vui. Ở trong đời này có nhiều chuyện mà mình không có biết được. Thì theo trong kinh thì mình thấy rằng có một số thân nhân quá vãng, những cái thân nhân quá vãng họ sanh nhiệt làm những cái loài bê tắc, nhất là những sanh vào trong cảnh khổ, thì họ mong được thân nhân hồi hướng phước cho họ. Và cái lời hồi hướng phước là phải được nói và nói cái rõ ràng. Bởi vì ở tại các quốc gia Phật giáo đó, luôn luôn là sau mỗi một cái phước sự, mỗi lần phước thì người ta hay nói lên cái lời để hồi hướng cho tất cả những thân bằng quyến thuộc quá vãng, các vị bậc hữu ân được thừa hưởng cái phước lành, sanh về cảnh giới an lạc, hay là được tăng trưởng phước báo. Và người ta cũng hồi hướng phước đến chư thiên. Ông bà chúng ta có một câu nói là một tiếng chào cao hơn Mông Cổ. Nhưng mà đối với cái chuyện làm phước ấy, thì một lời hồi hướng thì quả thật là nó hơn gấp bao nhiêu lần Mông Cổ. Chúng ta phải nói như vậy, một lời hồi hướng
Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng ai mà thương tưởng chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng người đó, mà ai mà được chư thiên thương tưởng thì người đó được nhiều cái phúc lạc. Thật ra chúng ta là phước thì chúng ta nên hồi hướng với chư thiên. Ở trong kinh Ratha Sutta Tát cũng nhắc về điều đó. Thứ vì bài phút còn lại thì chúng tôi xin được đề cập đến một vài cái tin tức liên quan đến đại dịch Corona. Hôm nay thưa quý vị, ngày thứ 2, 25 tháng 4, có 15 tiểu bang của Hoa Kỳ đã đưa ra cái thông báo là giảm thiểu sự cách ly, tức là cho phép một số các cơ sở thương mại mà gọi là non-essential business. Tức là trước kia đó thì những cái cơ sở nào mà nó mang tính cấp thiết như tiệm thuốc tây hay là tiệm bán thực phẩm thì cho mở, còn những thứ nào như là tiệm nail hay nhà hàng vân vân và non-essential thì không có mở. Thì hôm nay 15 tiểu bang họ đã cho những cái non-essential business mở lại. Thì ở trong đó có những tiểu bang như là Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Montana, North Dakota, Ohio, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming. Và chúng tôi có đọc một cái bài viết, và trong bài viết này có ý kiến của nhiều chuyên gia về bệnh dịch, và họ đã nghiên cứu những cái sai lầm của bên miền Bắc của nước Ý, và do sự sai lầm này mà bệnh dịch lây lan. Thật ra những chuyên gia này họ có đưa ra một số cái cảnh cáo đối với chúng ta là chúng ta nên đặc biệt lưu tâm. Nếu quý vị có đi đến nhà hàng, nếu quý vị đang ở cái tiểu bang nào đó mà có 15 tiểu bang này mà có những nhà hàng họ cho mở cửa, thì vào trong đó cẩn thận với cái thực đơn và cái menu. Cái thực đơn là cái gì đó mà họ truyền tay từ bàn này qua bàn kia, từ người này qua người kia. Cái đó thì họ nói rằng nó rất là dễ lây nhiễm, và dễ lây nhiễm. Dĩ nhiên là mình biết rằng vào nhà hàng thì ai cũng phải lựa chọn thực đơn hết, nhưng mà người ta không thì giờ để sát trùng thực đơn đâu, và do vậy phải cẩn thận với thực đơn. Nếu mà quý vị có bao tay, quý vị cầm được, cầm xong, coi xong rồi trao cho họ liền, mình để trên bàn, mình để gần mình, thì đó là điều tốt. Thực đơn là vấn đề. Có một vài nhà hàng bây giờ thì họ gửi cái thực đơn vào bên trong cái, họ để thực đơn vào trong cái Google Address, và chúng ta có thể tìm những thực đơn ở trên cái phone của mình, thay vì mình lấy cái thực đơn trong nhà hàng của họ. Và một cái nơi khác mà người ta tìm ra rất nhiều cái vi trùng lây nhiễm, đó là thang máy, elevator. Cái thang máy, thưa quý vị, có cái nơi là những chỗ có nút bấm á, mỗi lần mình lên xuống thang máy mình hay bấm tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Chỗ đó thì họ nói rằng nếu được thì chúng ta dùng bao tay và bấm nút, và nếu không chúng ta dùng tờ giấy hay cái gì, chúng ta dùng cái bao, một cái bao sandwich bag bọc cái ngón tay lại, bọc bằng tay lại và bấm nút, đừng bấm trực tiếp tại chỗ đó cũng dơ. Và nếu phải bấm thì rời khỏi thang máy, tìm cách để rửa tay liền lập tức, bởi vì cái chỗ mà nút bấm trong thang máy, chỗ đó là chỗ bị lây nhiễm nhiều. Và ở bên Mỹ rất nhiều người đi tập thể dục ở gym, thì ở những cái phòng tập thể dục gym bây giờ họ mở cửa lại đó, thì người ta nói rằng chúng ta cẩn thận với những cái equipment, với những dụng cụ thể thao sử dụng. Rất là khó biết là ai đã sử dụng trước đó và người đó có bệnh hay không. Và người ta chắc chắn rằng ở trong những nơi đó người ta không có lau chùi thường. Thật ra những cái dụng cụ thể dục thể thao đó, nó cũng là cái chỗ lây nhiễm rất là đáng phải lưu tâm. Người ta cũng lưu ý là thời gian này khi mà các nơi mở cửa, những cái siêu thị, những cái nơi bán lẻ
mà chúng ta sử dụng mấy cái xe đẩy và mấy cái túi ấy, gọi là mấy cái trolley hay là basket, thì cẩn thận. Tại vì trolley basket nó trao tay rất là nhiều người. Một số các cửa hàng, các siêu thị ấy, thì họ có nhân viên dùng cái giấy để khử khuẩn ấy, lao, nhưng mà không phải ở đâu cũng vậy. Tại khi chúng ta vào những nơi mà chúng ta sử dụng cái xe đó, thì tốt hơn hết là mang găng tay. Và nếu đẩy xong ấy, thì đừng lấy cái tay đó đụng vào mặt mình, mà phải đi rửa liền. Dạ, nên cẩn thận với điều này. Và nếu chúng ta phải đi máy bay, thì thứ gì người ta nói như vậy là hồi xưa mình đi máy bay á, mà lỡ máy bay có tai nạn á, một cái nơi mà an toàn là ở phía trước. Dạ, ở phía trước. Máy bay rớt xuống nước ở phía trước. Bây giờ á, cái nơi nó ít có bị lây nhiễm á, là ở phía sau. Dạ, ở phía sau. Tại vì mỗi một giờ thì ở trên máy bay người ta lọc cái không khí khoảng 20 lần. Và họ lọc với cái hệ thống lọc và HEPA. Hệ thống lọc mà có thể lọc đi những cái vi khuẩn, vi trùng. Và cái bộ lọc nó nằm ở giữa máy bay và ở phía trước. Và từ ở phía sau nó hút tới chứ không hút lui. Và do vậy nếu mà quý vị đi máy bay thì nếu được chọn ghế ngồi phía sau. Đó là lời hỏi đó thì chứ chúng ta không biết như thế nào. Thì nói chung là chúng ta phải tập thích nghi với thời kỳ của dịch bệnh. Cuộc sống bây giờ nó không giống như ngày xưa. Sẽ không bao giờ chúng ta trở lại cái đời sống bình thường trước kia hết. Và đại dịch corona không có nghĩa là đại dịch cuối cùng. Mà trong cuộc đời chúng ta biến và càng ngày, ít nhất là trong thời gian 20 năm qua là có 6 trận đại dịch. Dĩ nhiên là corona lớn, nhưng mà trước kia như 2003 chúng ta có cái bệnh SARS, rồi chúng ta có Ebola, rồi chúng ta có Zika. Zika là loại mùi chích, nó cũng là loại dịch lan rộng, nhưng mà nó không có một cái ảnh hưởng lớn rộng như là corona. Vì vậy bây giờ cuộc sống chúng ta phải đặt lại hoàn toàn vấn đề. Đừng để chúng ta khủng hoảng, mà đừng để chúng ta thất niệm, mất chánh niệm. Phải cẩn thận. Và chúng ta phải tập thích nghi. Hình như chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào từ biển Phật tử. Kính chúc tất cả một kỳ an lành, một đêm an lành. Và nhớ rằng mặc dù các nơi bắt đầu mở cửa, nhưng mà mở cửa là vì muốn cố gắng cứu vãn nền kinh tế, không có nghĩa là bệnh dịch đã đi qua. Chúng ta phải rất cẩn thận, bảo vệ chính mình, tức là yêu thương người thân của mình. Và đó là một cái đóng góp tích cực của xã hội. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sape mavuta sumana pawantu atho besakke kesunan tufasikang tasma hifuta nisame tasape betang karo thamanusya pacaya diwa carato caharang piye peling tasma hilera katha apamatang yang tin jiwitang itawa hurangwa sakne suwa yang ratanang panitang Nado samang athitathagate na idam vipothe ratanang vanitang Hite na se na suvati hotu Khayang viragang amatang vanitang yadachaga sakyamuri samahito Nate na thamme na samathikinchi idam vithamme ratanang vanitang Ete na sache na suvati hotu Yam putha setho parivanna yisukin Samadhi mantara kanyamahu Samadhi nate na samo na vichati Idam vitme ratanang vanitang Ete na sache na vati hotu Ye bukkala atta satang vasatha Chattari etari yugari hantite dakhi neya sukata sasavaka ete sudindani mahapalani Idam visankhe ratanang vanitang ete na sacche na suvati hotu Ye sutpayuta manasa dalahena nikamino vuta masasannamhi
ti pa ti pa ta amata vi a halat tham pu tha nip pu ting phun cha ma na idam pi sang phe ratanang bani tang e te na sa che na sa va ti ho tu yathin dak thi lo pat tha vung si ya cha tok chi qua te phi a sam ba kam ba yo tathu pa mang sat pu ri sang ko da mi yo ariya sa cha ni a ve cha pa sa ti idam pi sang khe ratanang bani tang e te na sa che na sa va ti ho tu ye ariya sa cha ni vi pha va yan ti gam phi ra pa nye na su de si ta ni kinh cha pi te ho su bu sat pa ma te na te pha vang a tha ma ma ri yan te i idam pi sang khe ratanang bani tang e te na sa che na sa va ti ho tu saha va sada sada sampada ya cicci asu thamma ca hita thavan ti sakka yadi ti viti kicci tan ca si lakpa tang va bi yada ti kinci ca tu hapa ye hi ca vi pamoto cha cha phit tha na ni apapu ka tung idam vi sang khe ratanang va ne tang e te na sa che na su va ti ho tu kính cha vi su cam mang karo ti pa pa tang ca di na va cha du da chi ta sa va a pha po su ta sa pa te cha da ya a pha ta di tha pa da sa gu ta i dam vi sang khi ra ta nang va le tang e te na sa che na su va ti ho tu qua na pa gum pe ya tha phu sa ta gim phu sa ta di gim ha namase patmas vingimhe tathu kamang thamma varang ade sajini panakamung paramang hitaya idam bi bhute ratanang vane tang ete na sacche na svati hotu varo varanyo varado varaharo anutaro thamma varang ade sayi idam bi bhute ratanang vane tang ete na sacche na svati hotu khi năng cù ra năng na văng na thi sam pha văng vừa ra ta kiệt ta yết tê kê pha vas vinh tê khi đa kê cha a vô rừng hi chan da yà tha đi tăng thi thi ra yà tha yâm ba đi bô y đâm vi sang khê ra ta năng ba đi tăng e tê na sa chê na sa va ti hô tu dạ ni ta phụ ta ri sa ma ta ta ri cụm ma ri va ya ri va an ta lê khê tathagatang deva manu sabu chitang putang namasama suvati hotu jane thakuta visamagatang thumma rivaya divanta lekhe tathagatang deva manu sabu chitang thammang namasama suvati hotu jane thakuta visamagatang thumma rivaya divanta lekhe tathagatang deva manu sabu chitang sangkhang namasama suvati hotu.